Thưa quý vị, tại buổi tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng vừa qua, cử tri quận Ngũ Hành Sơn đã đề đạt nhiều tâm tư nguyện vọng về các vấn đề an sinh xã hội, kinh tế, bảo vệ môi trường. Trong đó, cử tri phường Hòa Hải và Mỹ An đã bày tỏ mong muốn sớm thành lập lại các ban quản trị hoặc tăng cường cơ chế giám sát đối với các ban quản trị nhà chung cư, nhà ở liền kề. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Ngoài các vấn đề về chế độ chính sách vệ sinh môi trường được cử tri quan tâm, cử tri hai phường Hòa Hải và Mỹ An còn phản ánh tình trạng bất cập tại chung cư cao cấp Mường Thanh, nhất là việc hiện nay nhiều hộ không được cấp sổ đỏ, dẫn đến việc không được đăng ký hộ tịch. Hộ khẩu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, chung cư xuống cấp nghiêm trọng, không được sửa chữa kịp thời, đặc biệt là thiếu cơ chế giám sát của ban quản trị đã tạo điều kiện cho các hành vi lạm quyền và tiêu cực xảy ra. Chủ đầu tư tăng giá điện nước và tự ý cắt bỏ tiện ích đã cam kết với cư dân tại đây. Như bản thân tôi là một đảng viên, hiện nay cũng đã 20 mấy năm tuổi đảng, khi tôi về đây tôi ở là gần như bây giờ là chúng tôi là không được là chính quyền là xác nhận là ở đâu và sinh hoạt tại đâu. Cho nên là gần, tất cả người dân chúng tôi ở đây là rất bức xúc vì cái việc là ban quản lý là gần như người ta là chỉ có phục vụ cho nhà đầu tư và phục vụ cho ban quản lý. Người ta tự đặt ra những cái quy chế của người ta, người dân có ý kiến không được lắng nghe, không được giải quyết. Trong đợt tiếp xúc cử tri lần này, chúng tôi mong muốn thành lập được ban quản trị của khu cư dân để có thể kết nối được với chính quyền địa phương, bày tỏ những tâm tư nguyện vọng cũng như là có sự giám sát với ban quản lý để giảm cái sự lạm quyền và tiêu cực. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Nguyễn Duy Minh đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri là rất thẳng thắn, chân thành và bám sát với tình hình thực tế hiện nay. Liên quan đến chung cư cao cấp Mường Thanh và cư dân khu The Point, dự án Sun Gold Vina Capital phản ánh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ chuyển đơn kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền của thành phố xem xét trong thời gian sớm nhất.